Chào tất cả các bạn nha. Bữa nay mình quay chú đốn hai cây dừa cao này các bạn. Ở đây là đường dây điện nằm ở sát hai cây dừa này luôn các bạn. Nó cao quá cho nên trái nó nhỏ lão rồi, người ta kêu đốn hạ nha để nó gãy vô cái đường dây điện các bạn. Nè, nó quật quật là đụng dây điện luôn nha các bạn. Hai cây. Cưa hai cây này luôn. Đó, chú bây giờ leo lên nha. Leo chảnh đem cái bành dây máng gần cổ đó các bạn. Còn cái máy cưa là chú máng sao đích toàn tiền nha. Oh, chú leo quá siêu sao luôn các bạn ơi. Giờ dây điện sát với cây dừa luôn nha các bạn. Chú phải dùng dây cưa cây này, mình không biết chú cưa như thế nào nha. Các bạn hãy theo dõi chú cưa cây dừa này như thế nào nha. Đó, chú leo lên tới đó các bạn. Cây dừa này là cỡ khoảng hai mấy ba chục mét nha các bạn. Đấy. Ở chú bây giờ ở trên cái đột dừa nha. À, chú bây giờ thắt dây an toàn rồi nghe các bạn. Đó, chú lột cái nón vụ đó, không biết cái cọng dây chú máng cổ hôm nay nó đem lên đó để xử lý cuộc cái đọt hay gì các bạn ơi. Còn mới cưa là cưa ba cái tàu lá cho nó rớt xuống nha. À, chú bây giờ chuẩn bị giật máy nha các bạn. Đó, giật máy cưa mấy cái tàu lá cho rớt xuống. Quá tuyệt vời luôn, không có dính dây điện nghe các bạn. Ồ, rớt xuống nghe các bạn. Quá siêu luôn, cắt mé bên này nó không có dính gì. Ồ. Rồi giờ chú đổi nó cưa qua tay kia nghe các bạn. Ồ, rớt xuống nghe các bạn. Bây giờ chú bước xuống dưới khúc dưới này nha các bạn, cưa một đoạn cho nó bay ra khỏi cái cọng dây điện ở dưới này nè các bạn. Nguyên cọng nguyên một hàng dây điện ở đây là 8 cọng nha các bạn. 8 cọng dây điện. Rồi, chú bước xuống tới đó đó các bạn. Ở đằng này là cái trụ điện nha các bạn. Đó cái trụ điện nha các bạn. Chú bắt đầu bước xuống chích xuống ở dưới đây này luôn rồi các bạn ơi. Đứng trên cái dừa đó thì xuống ở dưới này nè. Trời, chú đứng đó cưa nghe các bạn. À, chú bắt đầu bước qua đây cưa. Chú cưa dây điện à, không phải cưa cái sạc các bạn. Để cho chú cưa dây điện nha. Ủa, chống nghe các bạn. Dây điện các bạn thấy không? Dây điện ở dưới chân của chú nè các bạn. À, chú cưa cho nó bay vô trong nha các bạn. Ở ngoài này là cái đường lộ xe nè các bạn. Mà không có cho ngã đây mà cho ngã trong đó đó. Ở trong hàng rào của nó. Đúng đầu cưa nha. Cây dừa mà nó cao gió lắc lắc luôn các bạn. Chú bắt đầu mở miệng nha các bạn. Ah.
ơi, mình đứng dưới gót thôi. Cầm vô cộng dây, đạp vô dây điện luôn các bạn. Giờ chú Cương ạ. Ngã đó các bạn ơi, chiều đó các bạn, ngã đó các bạn, ngã đó. Đó, quá tuyệt vời luôn nha các bạn, khỏi dây điện nha. Quá hay luôn các bạn ơi. Chí mấy dây điện luôn nha. Đó, giờ chú máng mấy cưa vô mình leo xuống nha các bạn. Chú bây giờ chuẩn bị leo lên cái dừa tiếp theo nha các bạn. Cái dừa này nó cũng nằm ở trong dây điện nè các bạn. Nó cặp với mấy dây điện luôn nha các bạn. Đó, cái dừa này cũng khá cao rồi các bạn ơi. Chú bắt đầu leo lên nha các bạn. Leo lên cây tiếp theo. Chú bắt đầu thắt dây an toàn, nó lấy đồng cộng dây nhỏ đó cuộc dây điện vô nha các bạn. Rồi cuộc cho nó sát vô cái cây dừa. Đến qua đây mình quay gõ gõ cho các bạn thấy nha. Các bạn giờ chú thấy qua đường dây điện đó. Bây giờ chú buộc vô cây dừa nha. Nó sát vô cây dừa các bạn. Đầu chú rút dây điện lại nha các bạn, rút dây điện cho nó sát vô cây dừa các bạn. Chú độ bước lên thiệt nữa các bạn. Có gom một đống dây điện vô đằng cuộc nha các bạn, cái trụ điện như này nè các bạn. Có cái trụ điện nữa nha. Chú cuộc đã xong, bây giờ leo lên tiếp nha các bạn. Cái dừa này nó cũng khá cong nữa các bạn ơi. Cái cọng dây á, sau đuôi chú là lên cho nó cuộc cái cọng dây các bạn, gịch đựng cho nó bay vô trong đó nha. Chú leo lên tuốt cho nó các bạn ơi. Chú cắt mấy cái tàu lá cho gọn nha các bạn. Chú ở trên đó cưa lá cho nó gọn gọn bớt lên nha các bạn. Rồi chú bước lên thêm nữa các bạn ơi. Để mình gom lại cho các bạn thấy nha. Ủa, chú đứng ở trên đó đó các bạn. Oh,
rớt nguyên cái đọt luôn các bạn. Rồi còn cái cùi không các bạn, còn cái củ hủ dừa cho nó. Giờ chú coi nhắm hướng ở trên đó cục dây nha các bạn. Ở dưới này nè các bạn, ba cái lá dừa nó chú cắt rớt dưới này nha. Chú bắt đầu chuẩn bị máy để giật cưa cái cây để cho nó bay khỏi cái đường dây điện đó nha các bạn. Đó, xô ra luôn nha các bạn, quá tuyệt vời. Đó, chú đứng ở trên đó nha các bạn. Rồi, video mình đến đây xin tạm ngừng nha các bạn. Hẹn mấy bạn video tiếp theo nha.